Anh Thông ơi, anh Thông hả? Anh làm kiểu liên hoa trong suốt này được không? Liên hoa mà còn trong suốt nữa, bây giờ nó biến tấu nhiều cái liên hoa dữ vậy ta. Đẹp thiệt á, mà không biết chụp được hay không nha. Khách cần gấp không? Gấp với anh ngày mai cưới. Mai cưới? Ngày mai cưới mà dám kêu làm một kênh xét mới hoàn toàn luôn hả? Nhưng mà ok, anh rất là tận tâm với khách hàng nên anh sẽ cố gắng làm sao để cho khách hàng vừa lòng nha. Mấy ngày hôm nay thì Tony ra rất nhiều kênh xét khác, không chỉ chụp với hoa không, có cả chụp với khói, với không gian tối nữa nha. Nhưng mà nhiều khách nhắn cho Tony là ghép với hoa đi, hoa vẫn là đẹp nhất. Sẵn có khách yêu cầu chụp ảnh hoa màu xanh xanh trong suốt như vậy thì Tony tiến hành luôn. Cô vô chung để cũng có thắc mắc là tại sao Tony không có làm hoành tráng kiểu nguyên vườn hoa luôn á, có cây, có cá, có chim hót đồ này nọ. Để cho Tony giải thích xíu nha. Tiêu chí đầu tiên mà Tony muốn thực hiện những cái bộ ảnh giống như thế này cho khách hàng làm sao để cho mọi thứ trở nên đơn giản nhưng mà nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu sáng tạo của khách hàng. Bởi vì càng phức tạp thì nó sẽ càng dễ sến. Những cái bộ ảnh retype style Tony chỉ sử dụng có tông màu, ví dụ như trắng thì trắng hết, xanh thì xanh hết, hoặc có màu sắc nhưng mà chỉ sử dụng hai màu chủ đạo thôi. Các màu sắc khi kết hợp với nhau vẫn mang đến sự nhẹ nhàng. Bên cạnh những cái phong cách retype style thì Tony vẫn có những cái phong cách đơn giản nhẹ nhàng như trước giờ mà Tony hay thực hiện. Nay Tony thì ra mắt một bộ ảnh mới có tên là Kim Thanh. Những cánh hoa trong bộ ảnh này được tạo từ cái chất liệu trong suốt để tạo cảm giác ống